Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại Phương đang ở đường hoa Bến Bình Đông, quận 8 cô chú anh chị. Đó, hôm nay đi quay chợ hoa của chú anh chị mình xem nha. Thấy cái khúc ở dưới này bán rất là nhiều bông hoa giấy luôn nha cả nhà. Con đi một vòng từ ở trên kia xuống dưới này khá là xa, cho khoảng gỡ 2 cây số. Nguyên một đường này là chuyên bán bông hoa luôn. Phía bên cặp cái đường Bến Bình Đông này rất là đông. Khách ghé mua bông hoa giấy quá trời luôn cả nhà. Ban ngày buổi sáng mà cũng có người ta đi mua bông quá trời luôn. Hôm nay là những ngày cũng cận Tết rồi, ta mua sớm. Mỗi năm là Phương thấy là người ta đi sắm bông hoa, người ta mua trễ lắm cả nhà. Năm nay sao mua sớm vậy? Và đây có bên này khách đang mua bông hoa giấy nè. Đây cô chú xem nha. Không biết bao nhiêu một chậu, bán quá trời bông giấy luôn cả nhà. Đường này khá là đông đúc luôn, xe cộ tấp nập. Qua đường. Đi bộ qua đường thôi cũng khó khăn nữa đây cả nhà, quá trời xe luôn. Rồi qua đường nửa đường này. Vô coi mấy cô mấy chị mua hoa giấy nè, hoa giấy rất là đẹp luôn. Hoa giấy đẹp quá cả nhà. Trăm rưỡi chậu hả chị? Dạ. Này hoa bông giấy cẩm thạch nha cả nhà. 150 ha. Bông giấy mà 150 cũng khá rẻ. Bông giấy luôn hả chú? Dạ. Dạ bông giấy hết. Đây bán bông giấy. Biết bao nhiêu chậu vậy? Để hỏi chị. Cái này nhiêu chậu vậy chị? 150 rồi chú. Đi mua sớm thì có lựa được bông đẹp nha cả nhà. 150 chậu bông giấy cẩm thạch đẹp nè, cái lá nó nhìn đẹp quá cả nhà. Tấp nập khách đi mua bông quá trời luôn. Để coi mấy chị này có lựa được chậu nào không. Chú coi đi chú, bông đẹp quá trời. Mỗi năm người ta đợi tới cận 30 người ta mới đi mua, lúc đó bông người ta bán rẻ đó cả nhà. Này là thấy đi mua sớm mà. Mà như Phương thấy năm nay giá bông người ta cũng bán rẻ hơn so với mỗi năm rồi đó cả nhà. Mấy năm trước là mấy cái ngày còn sớm như vậy là giá bông rất là cao luôn. Và bên này còi, bên này bán cái gì? À, mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy mấy chồng nhỏ. Bên đây cái chỗ bán bông giấy này cũng rất là đông luôn nha cả nhà. Bên đây bông thì bông giấy, bên đây chậu thì to hơn bên kia quá trời. Bông giấy bên đây bông thường chứ không phải là bông cẩm thạch Thái giống như bên kia. Phương cũng thích bông hoa giấy nữa. Cái khu như này là có người lấy rồi. Bông hoa giấy mình bán đông ghê đắt quá ha. À mấy chậu lớn này có 200 rồi cả nhà. Bông giấy này chậu to hơn bên kia mà giá có 200.000 thôi. Hàng kia bán có là đông thôi. Hai trăm chậu đồng giá luôn. Hai trăm chậu hả chú? 200 chậu. Đồng giá chậu nào cũng vậy hả? Đúng rồi. Đồng giá nha rồi cả nhà. Có chậu đủ màu hết, có chậu ba màu nữa, màu đỏ, màu trắng với màu vàng, màu cam luôn à. 200 chậu mua về chơi để Tết được rồi. Cây này tới 4 màu luôn nè cả nhà. Bán luôn cái chậu, có luôn cái chậu gì là 200 về chân.
đẹp quá. Chú này hồi nãy lựa bên kia không được rồi, chú qua đây chú mua luôn. Ta đi mua bông khá là nhiều luôn á cả nhà. Bây giờ mình sắm về nhà mình để nhà mình chưng mình chơi được rồi đó. Mua trễ quá nó cũng không rẻ bao nhiêu mà chưng trễ quá. Rồi chú này chở về luôn nè. Đó. Cái chậu đó bằng đất luôn á chứ không phải bằng nhựa nha cả nhà. Bán luôn kìa mấy chậu đó, cái chậu đi mua có mấy chục ngàn. 200 chậu. Dạ. Đẹp quá. Chú này lựa được một chậu rồi nè. Hai trăm chậu rẻ luôn, 200. Cái này mua lẹ đúng rồi, hết hàng rồi. Thấy nhiều vậy chứ, người ta mua cũng nhanh lắm nha cả nhà. Mua khách tự trở về nha, người ta để lên xe rồi người ta ràng. 200 coi. Mấy năm trước Phương đi thấy là người ta chỉ chạy ngang người ta hỏi giá xong người ta đi luôn, mà năm nay người ta mua khá là nhiều ha. Rồi tự trở về, còn nếu mà gần gần đây thì đây người ta trở về người ta tính thêm tiền vài ba chục. Mua 2 chậu 400 về để trước nhà. Mà không biết để trước nhà ngày trước ngày sau còn không. Sợ bị rinh. Đây ta mua bông giấy nhiều quá cả nhà. Bên này bông giấy to. Người ta ghép đủ màu vô. Với chậu bông giấy cẩm thạch này đẹp quá. Cẩm thạch này mắc hơn nè cả nhà. Đi kiếm chỗ khác quay của chú chị mình coi nha. Hàng bông giấy đây thấy lúc nào cũng đông đúc quá. Bông bên này chậu nhỏ hơn nhưng mà Phương thấy bên này bông nó đẹp hơn nha cả nhà. Bên này 150 chậu. Hôm nay người ta chơi hoa giấy nhiều quá. Hoa giấy với mai không thấy cúc có bên đó có dạng thọ hình như không thấy luôn á. Qua cái cầu này dưới đó là toàn là mai luôn á, mai không mai với cúc dạng thọ không thấy. Này ta chơi hoa giấy không à, cúc từ trên kia xuống dưới này thấy ít xịt rồi cả nhà. Hai chị này đang lựa đáng đo. Bỏ tiền mua bông mình phải lựa cho kỹ về chân cho nó đẹp quá nha. Tôi thích chơi hoa giấy quá ha. Trăm rưỡi khá là rẻ, chơi được nguyên cây hoa giấy khá là to luôn á. Nhà Phương nhỏ chứ Phương to là Phương cũng mua cây về Phương trưng. Đẹp quá, thích cái chậu này, cái chậu hoa giấy này đẹp. Gian hàng khác bán cây khác quay của chính chị mình coi nha. Đây Phương thấy có một gian hàng bán mai ở đây khá là đông khách ghé vô lựa mua này cả nhà. Mai này còn búp búp không à, chưa có nở nha cô chú chị. Mua về khoảng 3-4 ngày nữa là nó nở ra rất là nhiều luôn, quá trời búp luôn. Không biết bao nhiêu một chậu. Cái này mua về mình phải mua thêm cái chậu nữa cả nhà. Cái này người ta bọc trong cái đất nè. Mua về phải đi ra tiệm mua thêm một cái chậu nó về mới bỏ vô chừng đó. Nguyên cây luôn nha cả nhà. Anh này anh lựa được cây rồi nè. Anh bán hả? Lựa hả? Dạ. Anh lựa được cây rồi kìa. Không biết nhiêu cây, chưa có hỏi giá được cái giám gì. Đó là đồng khách luôn. Ai chơi mai thì qua đây, bằng giấy thì gian hàng bên kia. Nhiêu cây vậy anh? Cây đó nhiêu vậy anh? 250 hả? Rẻ quá ha.
nay mai rồi. Mai vô có quay mà mai mai rẻ. Dạ. Nay mai rẻ ha chứ. Dạ. Còn nguyên cây gì có rẻ quá nay mai. 400 bao nhiêu? Dạ. Cây này 400 hả? Ừ. Rồi, rẻ gì? Nhưng mà nuôi 1 năm đó nó mới bự như vậy nè. Dạ. Chịu khó về đục rồi bỏ. À, thấy bông nó còn nhỏ đúng không? Ờ, đúng rồi, mai mai rừng. Mai rừng ha. À, mai rừng ở nhà chị nó rẻ, bông nó nhỏ rồi, chứ phải bông nó nở bông to rồi. Bây giờ trở về miếng anh đạo. Em mua được cây nào chưa? Em mua cây đó hả? Chở cây mai với người ngồi được mà, ngồi sao để sao nè. Đúng rồi, để giữa ngồi được à. Anh mua được cây rồi đó. 400. Ồ, hèn chi ta mua đồng quá trời, rẻ quá trời. Ồ, chị này chỉ lên cây này to quá. Cái kia. Đây nè, lộn người nè, đây nè, của chú này nè. Lộn, đó của chú này nè. Ta mua bà không dinh lại. Lộn xe. Ginh giùm chỉ đi. Ginh giùm cho chỉ cây đó đi. Rồi ok. Đồng quá. về mua cái chậu nữa bỏ vô. Nhà có chậu nhiều. Cái mái nhà bự lắm mà mua cây này. Dạ. Cái này chơi tới mùng 1, mùng 2, mùng 3 bánh rồi. Vài bữa nữa là nở nhiều lắm á. Quan trọng mùng 1 nó nở á. Dạ. Anh ở gần đây không? Gần ở đây. Dạ. Sáng giờ mua mai rồi, có mua gì nữa chưa anh? Dây mai thấy ngon rồi. Dạ. Còn cái bông con nhân thọ đồ để cho bữa 28 lên chín ra mua. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cây này qua Tết nở xong mình dưỡng lại được nữa nè. Đúng rồi, là trên dưỡng nó luôn á. Dạ, chơi dưỡng luôn. Dưỡng thì chơi nó. Dạ, cảm ơn. Anh chỉ Ginh không nổi cây mai luôn á cả nhà. Con mình chỉ bán là tội nghiệp chứ không ai phụ kinh gì á. Trở về mai rẻ lắm cô chú anh chị ơi, vô lựa đi không hết nè. Cái bài nào mà nó vô á, vô đây coi coi mua. Năm nay thấy là mai với lại hoa giá mềm hơn năm rồi á. Mai nhiều mềm hơn. Dạ. Anh này anh lựa cây này cũng đẹp rồi, quá quá chị Búp. Gần đây thì cột đi xong rồi chạy qua rước. Nếu mà chở về không được. Mua đi cô, mai giá rẻ cô. Cây này 400 mà cô. Của anh này anh mua rồi nè. Ai thích mai thì vô đây lựa cả nhà. Khá là rẻ ha. Năm rồi Phương nhớ mấy cái chậu đó cả triệu không á. Đang lựa chỗ này quá trời đông. Mai này giống như mai vườn á, không phải mai ghép. Búp nhỏ bông nó cũng nhỏ cả nhà. Rồi mới có giá đó chứ mai ghép mà nó nhiều cánh với lại bông nó to không có giá đó đâu. Mà để mà trồng được cái mai to như vậy chắc cũng mấy năm á. Trồng á. Thì thấy hiện tại thì người ta mua mai với lại hoa giấy nhiều. Mua mai đi chú, mai này rẻ chú, cây này có hình như 400 hay gì á. Bông này nó nhiều bông nè, cái này nhiều bông nè. Chú này lựa cây này đẹp nè, nhiều bông nè cả nhà. Cái bông nó nhiều cành á. Bông quá trời nụ luôn á, về vô chậu cái nữa là
phun nước là nó nở lên. Rẻ nguyên cây to vậy mà có 500 mà cả nhà. Nhưng mà cái cây của cái chú này lựa là bông đẹp. Bông đẹp hơn cái cây này. Dạ. Này mình chơi Tết trong nó nở hết rồi ra duyên mình dưỡng lại. Mà biết cách dưỡng là năm sau chơi tiếp khỏi mua cả nhà. Bởi vì người ta mới mua mấy cây to to gì. Bán người ta cũng rút kinh nghiệm, người ta hạ giá xuống bán giá rẻ rẻ chút xíu, bán hết sớm về sớm, chứ mà mỗi năm mà giữ giá cao quá bán tới 30 Tết chưa hết. Cây này đẹp quá, Tết là nở xinh xê luôn, nó khá là cao nghe cô chú chị, đó cao chót vót trên luôn, nhà mà rộng để được. Trời nón lá đứng bán với cái chị này chắc hai chị em á. Cái cây này thấy không có đẹp bằng cái cây của chú này, bông nó nở cũng không có nhiều. Cái dính dây điện tướng này phải giác mai mới được nè. Tướng tốt quá, giác mai là ok luôn. Ơi, bên quán cà phê kia mở nhạc, mở nhạc xuân rồi dính nhạc là sụp nụ luôn, không đăng được video nghe cả nhà. Dạ. Cái cây này nó không có điều nhưng mà bông nó đẹp nha cả nhà, nó cũng bông nó bự. Nó không có điều bằng cái cây của chú, cây bên này đẹp nè. Cây này nó cũng không được điều lắm. Bông của nó cũng đẹp. Rồi trở về. Quá đã luôn, về có cây mai chơi Tết rồi. Đây còn dây ràng rớt của chú hả? Dạ. Này ta cũng đi mua hoa sớm nữa cả nhà. Bữa nay ta đi mua trễ lắm. 4-500 cây à, cây của chú này 500 là chị. Đẹp không? Anh này chủ nè, giá này quá mềm à. Đây là em nói chứ em bán ghé với cái chợ này rồi. Ghé với cái chợ luôn à. Đó vô lấy đi. Sức mồ hôi luôn rồi. Này ở dưới tỉnh chở ghe lên đây bán này nha cả nhà. Có cái ghe ở phía sau á, ghe quay cho chú coi. Chỗ này bán đồng quá, bán giá này mà bán đồng. Này, người ta chở ghe lên bến này người ta bán. Phương thấy có cái chỗ bán bông ở bên quận 8 này là độc lạ nhất ở Sài Gòn thôi. Nó gần cái bến này, Bình Đông. Đây, ghe. Mai là mai, quá trời mai luôn nha cả nhà. Đó, nguyên cái bến này là người ta độc, mà đậu ghe là dài từ trên xuống dưới luôn. Đó, không biết ghe nhà hay là thuê nữa. Chở nhiều lắm. Cái ghe này chuyên chở mai không nè. Bên đây cũng vậy nữa nè cả nhà. Đây có một cái ghe chở mai. Đậu lên, đậu cặp sát đây lên, chuyển hàng lên rất là tiện. Khỏi phải đi bằng xe. Rồi phóng viên của HTV. À, bạn phóng viên của HTV thì tác nghiệp. Đụng Úc Phương Vlog. Nè anh chủ
giờ anh kiếm một cây trang gì khó lắm, ăn 8-10 thì có kiếm được chứ. Kiếm cây cái bông trang gì khó lắm. Giống mì thịt chắc khó lắm. 8-10 thì kiếm được chứ. Ủa. Này anh cột cho người ta mang về nè. Lát chơi lò hả cô? Cô chưa lựa được chậu nào hả cô? À, mua được 2 chậu rồi, chở được 1 chậu rồi. Đi tới Quế. Đi tới Quế chưa quay lại. qua chở thêm chậu nữa, có người chở về nha cả nhà, ở đây mấy anh em chở về cho anh ăn tiền công. Có 400-500 chậu rồi chú. Thì bông nó nhỏ, bông nó đẹp rồi đâu có giá. Ở đâu chở lên bán vậy anh? Bình Chánh à, Bình Chánh xe Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh gần đây. Bình Chánh nữa nha. Cô này mua 1 cây nè, 2 cây à, nhờ cái anh này anh chở về. Cô mua 2 cây hả cô? Dạ. 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 Cây của cô lựa cũng đẹp nữa nè cả nhà. Tại vì quấn lại á chứ bung ra tàn của nó đưa ra cũng đẹp lắm á. Bên đây hai chị gái này mua được 1 chậu rồi nè. Vô mua một cây thấy giá cũng mềm quá, rẻ quá mà 400.000 nguyên một cây mai to đùng luôn. Chưa về. Này anh đang lựa cây. Trong đây còn nhiều lắm cả nhà, chưa có bung ra, còn dưới ghe nữa nè. Ghe chưa có chở lên. Cái này nó thiếu nước cái nó héo rồi nha cả nhà. Về mà vô nước là nó tươi lên lại liền. Cây này đẹp đều ha, tặng ra hai bên đều. Nó ra ngoài đúng rồi. Rồi chốt giá. Chốt giá. Mà chị đó nói 550, anh trả 450 không bán à. Người thêm 50, người bớt 50 là cuối cùng là 500 được giá. Mất cây. Được giá là chị gái mất cây nha. Cái đường này vào buổi tối là tôi nghĩ là chắc tấp nập lắm. Rồi, đi kiếm vô khá quầy nữa cô chú anh chị. Mà cái đường này bây giờ thấy bán bông giấy lại mai nhiều rồi cả nhà. Mấy cái khác như dặn thọ cúc rồi người ta chưa có lên. Mấy cái đó là mua để trễ được. Còn mấy cái cây mai với bông giấy là đi mua sớm ra lựa những cái cây đẹp về trưng chơi Tết. Có hai chị em bán cũng gần ha, chai này ở ngoài Bình Chánh chở mai vô đây bán cũng gần. Rồi cột cho chị gái xong rồi mang trở về. Phương thấy là cột dây ni lông nó dễ chở hơn là dây ràng, nó cứng hơn.